hội đồng vận động có huy động bà con các chi hội đi theo từng chi hội đến tập trung ở đây. Đến giờ làm lễ thì tất cả đứng ở đây là chắp tay trước bàn thờ. Nghiêm chỉnh, quần áo sạch sẽ, không cần phải hỏi những quần áo sạch sẽ, đầu óc ngay thẳng đi đến chỗ bàn thờ. Không mặc áo tay ngắn, không mặc quần ngắn và tất cả phải tay dài. Nếu có ta lát ra càng tốt. Còn nữ có thể mặc áo dài hay không áo dài được, nhưng không mặc váy mà ngắn. Khi đề tính tập trung trước bàn thờ, chắp tay trước bàn thờ, sau đó thì chủ tịch hội đồng thay mặt chủ tịch hội đồng đọc cái lịch sử của mặt thế tổ của vương triều, đọc một cách nghiêm chỉnh và có ghi âm, có quay phim và anh ba nhà nhiếp ảnh còn nhiếp ảnh trung ương thì lo làm cái việc đó ngay từ đầu và mời anh đến đây để giữ để mà anh nắm cái tinh thần tâm linh này, không phải là cuộc họp. Thì như thế sau khi chủ tịch đọc bằng lời là lịch sử mặt thế tổ của Kiều Mạc đó, thì đi vào cái lễ cầu siêu và đọc sớ. Đi vào cái lễ cầu siêu và đọc sớ.